Hello anh em, mình ở đâu lại có một đôi loa Bose 101mm đẹp tuyệt vời luôn anh em nhé. Đẹp tuyệt vời và zin tuyệt đối từng chi tiết bao luôn anh em điều đấy. Trùng đôi trùng series luôn. Và với dòng này trùng đôi trùng series thì nó là hai số liền kề 157 551 này. 157 552 đấy anh em thấy nhá. Đó. Thì theo đợt sản xuất cửa hàng đã giới thiệu với anh em rất nhiều lần rồi. Theo đợt sản xuất nó sẽ có các cái loại tem khác nhau. Với cái đôi loa này thì tem nó sẽ chỉ ghi số series và nó sẽ không ghi công suất và trở kháng. Mà thay vào đó nó sẽ ghi và in trực tiếp nhá, in dập luôn trên đằng sau loa. Đấy. Bose Corporation Framia Massachusetts 101mm 6 ohm 150W. Cái dòng này thì nó sẽ là công suất auto và trở kháng auto. Ở đây nó ghi là công suất max 150W, còn trung bình là 45W, dao động từ 10 đến 150W, trở kháng trung bình là 6 ohm và dao động từ 4 đến 8 ohm anh em nhé. Cái dòng Bose này nó auto đấy. Anh em mua được loa nguyên thùng ấy thì nó sẽ ghi rất rõ trên thùng bìa cắt tông. Mấy cửa hàng cũng đã từng được bán nhiều đôi loa có nguyên thùng của Bose và JBL nên cửa hàng biết. Trên thùng thì nó sẽ ghi rất đầy đủ chi tiết. Đây, anh em xem tiếp mặt trong này. Bên ngoài và bên trong đôi loa này tuyệt đẹp luôn anh em ạ. Tuyệt đẹp luôn, đây là bụi bặm nha. Góc cạnh này, mượt mà chưa. Màng đẹp nha, màng đẹp, gân đẹp anh em nha. Mịn màng, 3,5 triệu giá tại cửa cho anh em. Anh em thấy cái viền vàng này không? Đây là keo nguyên bản do nhà máy người ta bôi từ lúc sản xuất anh em nhé. Đây theo thời gian mà nó cũng chóc ở cái viền bên ngoài ra. Đấy. Viền bên ngoài nó là bây cửa hàng thích cửa hàng cạo nó đi cũng được. Như cửa hàng kệ đó để cho nó thể hiện sự nguyên bản từ bàn tay của công nhân người ta bôi. Có những đôi nó bôi nó không bị viền ra nhiều ngoài này một chút bởi vì nó bôi khéo. Đây là do công nhân người ta làm thủ công anh em nhé. Cái này thì cạo cái ngay đi là được, lấy cái đầu ấy cạo ngay kia được. Như cửa hàng muốn để cho anh em nắm được là có đôi nó như này, có đôi nó như kia, có đôi nó bôi kiểu này, đôi bôi kiểu kia. Đấy. Và cái keo này anh em có muốn có mua ở Việt Nam để bôi lại cũng không có đâu, bởi vì nó là keo theo nhà máy từ lúc sản xuất rồi, sản xuất cũng lâu rồi chứ không phải là mới. Keo thì nó chả phải là đắt tiền đâu, nhưng mà cái loại keo này thì không có ở Việt Nam và cũng không có chỗ của Trung Quốc mà bôi cả. Nếu mà không giải thích cho anh em thì anh em tưởng là mới bôi vào và bôi nó xấu như này. Đây là nguyên bản nó như vậy anh em. Và đây anh em đừng coi nó là xấu nhá. Nó như thế chứ mình không thể coi nó là xấu anh em nhá. Đấy, phân tích để cho anh em hiểu. Màng đẹp không? Đẹp mê ly đồng đều. Zin tuyệt đối, bao zin, bao hay. 101mm, giá 3,5 triệu, xin là chào anh em.